Cô chú ơi, con ăn kem. Mình chú ăn kem. Chú ăn kem. Bây giờ cả nhà ăn kem mọi người. It's dessert time, right, JD? Did you eat your dinner? Yes. Ma hai ba yo. 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 Ngon quá. Yes. Ngon. Ngon con. Kem này kem gì vậy? Blue. Cái gì? Kem blue? Kem nó màu gì? Brown. Màu brown đúng brown, không? Brown, yeah, that's the color of chocolate. Đúng rồi. Màu brown. Chocolate. Ngon con. Mời cô chú ăn chưa? Yeah. Mời cô chú ăn chưa? Mời cô chú ăn kem đi. Ăn kem cũng xúm nhau ăn nữa. Ngon. Cầm cắn đi. Không. Oh. Hồi nãy con với mẹ mới đổi xong rồi giờ sao không cho mẹ, kỳ ghê. Cái này ban đầu là của mẹ nè mà con đòi nè. Nhưng mà mẹ thích ăn cái cây này nè, nó cho mẹ cắn một miếng thôi. Rồi tôi xin nó cắn miếng nó nói mẹ có rồi, có được không? Không, không có cần ăn kem. Ăn này nè. Yeah, bite it. Ngon. Mommy. Gì vậy? Đổi hả? Đổi. That's funny. Ngon. I'm looking at bite it. Dạ. Nó nói mẹ không được cắn. Liếm làm không? Yeah. Rồi, trời, nó còn tham ăn, nó còn múc kem, nó múc kem của tôi qua đi cho nó được được không? I'm so sweet, mommy. Huh? And you too, and mommy, Lucky, daddy. Yeah. Mommy, she said, I'm so sweet to mommy, daddy, and Lucky. Nó nói là con rất là ngọt ngào với ba, với mẹ, với lại Lucky. Yeah, that's her favorite. Thôi mẹ là bạn thân của ba. Yeah, mẹ thân của mẹ, Lucky. Mẹ thân của ba, Lucky. À, mẹ là bạn thân của ba, của mẹ, của Lucky. Mẹ là... JD too. À, JD nữa, JD nữa. Không, mẹ là bạn thân của Audrey. Không, all have. Không hả? Vậy chứ biết Audrey là bạn thân của ai? Bạn thân của mẹ. Ừ, Audrey là bạn thân của mẹ, đúng rồi. Yeah. You miss Audrey? You haven't seen her in no. long time. He's her mom over here. Mà Audrey, con qua nhà Audrey chơi, Audrey có ăn hiếp con không? Audrey có làm con đau không? Có đánh con không? Hả? Cắn. Ờ, Audrey cắn con vậy hả? Kỳ gì? Như Audrey bay như vậy. Ăn cắn hồi hè mà bây giờ còn nhớ con người gì mà nhớ dai dữ vậy. Did you bite Audrey? Yeah. Rồi Audrey cắn con, rồi con có cắn lại không? Hay là con đứng con khóc? Khóc. Khóc. Khóc Archie là sắp tiêu. Hả? Archie upset with you. Ồ, Archie giận hả? Bực mình với con á hả? Archie's upset with you? Yeah, Archie's kept crying. Mà gì hả? Oh, cause Archie bit you and then you bit her back. No, biết Archie bạn. Archie threw it in Archie's outside. Ờ, Audrey cắn con ngoài đường á hả? Wow, that's what a story. Rồi từ giờ về sau nè. Từ giờ về sau nếu mà Audrey cắn con nữa con làm sao? Từ giờ về sau nếu mà Audrey cắn con nữa con làm sao? Hả? Nói lại coi, từ giờ về sau Audrey cắn con nữa con làm sao? JD. Trời ơi, kỳ ghê không? Kỳ không? Kỳ ghê. Kỳ đúng kỳ đúng chứ không phải kỳ dừa nữa. Look at that. Kỳ là kỳ. Stop it. Kỳ cái này là kỳ ra hờm đúng chứ không phải giỡn đâu. Oh my gosh, that's why you have to change. Có được không? Clothes. Một ngày là five times a day. Một ngày là thay năm bộ đồ. It's okay. Trời ơi, nó ít ok đó, nó không sao. Mommy no. Cho miếng. It's mommy's. Thôi vậy thôi, mẹ ăn của ba, lấy của ba ăn luôn. Here's your ice cream. Oh, here's my ice cream. Thank you. No, mẹ I'm của okay. Bà nó đưa cho ba đó nè, bà của ba này. Cho con cho mẹ ăn này đi. Mẹ trả ba này, con cho mẹ ăn này đi.
There's all the ice cream. This one. Oh, wow. Thương quá thôi á. No, this like this. Mẹ thương con lắm á nha chị nha. Mẹ thương chị. It's yours now. Mẹ thương chị nhất trên đời này luôn á. Give her some more chocolate. Chị có thương mẹ không? Oh. Chị có thương mẹ không? You eat all my chocolate. Rồi để mẹ ăn cho. Mà chị có thương mẹ không? Mommy more. Thôi thôi, nhiễu. Mà chị có thương mẹ không? I put no more ice cream. Hold on. Yay. Sao hả? Hết game hả? Done. Did you enjoy your ice cream? Hết game mà con khóc quá hả? What's wrong? Ôi trời, em bé hóc, Ôi trời, em bé hóc nó đẹp đẹp. Are you still hungry? Are you still hungry? Em bé muốn gì? Oh good, we have more rice. Con muốn ăn cơm không? Ice cream. Ủa, con muốn ăn nữa hả? Ăn nữa không? Trời, bây giờ nó đổ thừa là tôi ăn hết kem của nó con nó được đâu. Trời ơi trời, cái con này nó cho tao ăn đã vậy nó đổ thừa. Con người gì kỳ lạ vậy hả? Ủa mẹ ăn rồi nào? Con có thấy mẹ ăn không? Bằng chứng đâu? Con phải nói vậy nè, mẹ ơi con muốn ăn nữa. Nói ba đi, ba lấy cho. And then please. Let me think about it, okay? Let me think about it, big belly. Do you have a big belly? Small. That's a small belly? Oh. Trời, dở chi nè. Là dở cho ba coi nè. What's the sound of that? I don't think, I don't know. Your belly's pretty big. No, I don't think so. Your tummy is big too. Ba nó nói hả là cái bụng của nó bự, nó nói không, nó không nghĩ vậy đâu, nó nghĩ là cái bụng ba còn bự hơn nữa. Yeah, đúng con, bụng ba bự hơn phải không? Con nói. Did you have some ice cream? Yeah. Look at your upper lip. Nhưng mà thôi tối rồi mình không ăn nhiều con. Look at your lips. Ăn nhiều đó là đúng. You have chocolate all over you. À, coi cái miệng có dính chocolate đâu? Yeah, you see it? See all the brown around your lips? You had ice cream too. I think, you know, that's enough for tonight. Mm-hmm. No, I want to eat it. You can have some tomorrow. You don't have to eat it all at once. I want to eat one, Mommy. You had one. You and Mommy shared. Now she say I ate all of her ice cream. Oh, she said you ate all of her ice cream. Yeah, can you believe that? Why did you blame that on Mommy? Mommy just eat my ice cream, but Trời ơi, rồi giờ nó cho tôi ăn đã, giờ nó đổ Which thừa one trời. Did you want? You kept grabbing the bowl and then you wanted the cone, then you wanted the bowl. Con đút cho mẹ ăn nữa mà con nhớ hả? Sao giờ con đổ thừa mẹ ăn hết của con rồi. Daddy only chơi had kỳ a cone. Dạ? Nói tiếng Việt coi. Ice cream tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là gì? Là kem. Well, you know what? When you eat a whole good meal tomorrow, we'll do the same thing we did tonight. Hồi nãy con ăn cơm giỏi quá nên là mẹ cho con ăn kem đó. Rồi ngày mai con ăn cơm giỏi tiếp đi rồi mẹ cho con ăn kem nha. Sao không? Why did you say home? That's how it should be. Honey, you have to listen to daddy. Okay? Ngồi buồn hả? You ngồi gấp xó buồn rồi hả? Trời ơi, giờ đổ thừa mẹ ăn hết kem Mommy của con nói chuyện gì vậy trời? She nó had an ice cream, daddy had one cone, and you had one cone. Except you ate some of the cone, and then you saw mommy's bowl, and you wanted ice cream in the bowl. So then you grabbed the bowl, and you ate that ice cream. Đúng rồi. And then you wanted the cone back. I want cone back. You got it. No, I want the cone back. Gì vậy? I want the cone back. It didn't get thrown out. Đẩy vô. Right now there's giờ no muốn more. Gì muốn ngồi mẹ phải không? Con năn nỉ mẹ phải không? We didn't throw anything out. Khoanh tay lại nói sao? Không, cái này là không phải là con năn nỉ ba, chứ còn mẹ là mẹ không có ý kiến hả? Yeah, now it's chocolate soup.
Nó nói giờ kem tan ra hết rồi, có được không? Is it hot? Con mặc bộ đồ này khác cô chú. Đồ này that's not very ladylike to drink out of the bowl. See, you've got some on your chin. You're making yourself a messy ăn đi, girl. Mày dẫn đi tắm nè, hai mẹ con mình đi tắm nè. Is that, mommy that... gonna take a tub with JD? Yeah. That's a good idea. Ăn xong đi, hai mẹ con mình đi tắm nha. Quay qua đây ăn cho cô chú coi coi, húp húp hết kem cho cô chú coi coi chay. Quay qua đây húp hết kem cho cô chú coi coi. Rồi giờ ăn sữa không chú không? Okay. À bây giờ mẹ có kem cho chay nè, kem nè, đứng im đây, mày lên lấy kem cho. Đứng im này Daddy, sit down Daddy. Ok, đây mày. Rồi kem nè. Oh, what has mommy got next? Wow. Kem đó. Nó lạnh như kem đó. Can you hold it? Cái này là gì vậy? Cái này là gì đây? Cái này là gì đây? Ủa cái này là đó, cái này nó lạnh đi như kem, ngon lắm. Không ăn kem này hả? Cái này là cái gì? Nói mẹ nghe tên gì? Sữa gì? Sữa ông chúa. Sữa ông chúa. Thôi bây giờ uống nhiệt khoang nghệ tây. Không uống luôn hả? Giờ ăn apple. Ok. Vậy chứ con muốn ăn gì? Húp nước mắm không? Húp nước mắm không? Cái nước mắm. Ăn này không? Cái này tạm ổn không? Cái này tạm ổn phải không? Winner winner chicken dinner. Đó, cái này tạm ổn không? Được không? Cười. You're the snack queen, huh? Yeah, she eats so much snack. Snack queen, that's what we're gonna call you. Snack queen. Không, cô gái ăn vặt. Oh, say, cô gái. Cô gái. Ăn vặt. Ăn vặt. Cô gái, ăn vặt. Cô gái, ăn vặt. Yeah. Cái gì nữa? Không phải, cái cô gái ăn vặt thì nó nghe nó già quá. Cô bé đi, no, cô bé. Không phải, em bé ăn vặt hả? Không, em bé ăn vặt. Ăn vặt. em bé ăn vặt. Giờ muốn gì nữa mà cứ đứng như này hả? Ok, em bé, let's go take a tub. Trời, ngã đồ của tôi. Trời ơi. Được đời không? Why are you being wild, girl? À, cô chú nè, mấy cái thùng này là để ra đựng sữa ông chúa này ha, mà nó buồn thôi. Nó vui là nó đem thay mất hết mấy cái thùng này ra ha, thùng trên đây ha, nó sắp thành cao, thiệt là cao, nó thành căn nhà. Ui xong rồi nó bày ra đây nhà này cửa hết. There's the cream we have in stock. We have masks. Yeah. Đừng cái đó băng keo để mẹ dán đồ vô đó chay. You don't want chips? Good. Can you grab me a mask? I need a mask, Jay. Over there. She doesn't know what mask is. You don't know what a mask is, JD? Lấy cho ba cái mặt nạ mà mẹ hay đắp á. Don't fall. Mặt nạ gì hoa nghệ tây, con có biết mặt nạ nào không? Cái nào là cái hộp mặt nạ? Hồi bữa giờ con biết nhị khoa nghệ tây thôi chứ còn hộp mặt nạ là hộp nào? She doesn't know. Mặt nạ là hộp nào? It's the little skinny box. Mẹ chỉ cho cái hộp này nè, lấy đây nè. Lay. Come here. No, it's right here. Bring your chair. Đây nè, cái hộp mặt nạ đây nè, đây nè, cái hộp mặt nạ. Nó chưa có biết cái từ mặt nạ là gì hết. Not no, it's this one. Yeah, mặt nạ nè. Yeah, that one. Yeah. Oh, can you hand it to me? Rồi, con mở ra cho ba đi. Can you open it up for daddy? Open it up. Here. We should teach her how to do that. Okay, you open it up. And okay, then... and then pull them out. Here. Rồi, cái này để dùng gì? Này dùng để làm gì? Này dùng để làm gì? Nói mẹ nghe coi. That's not how you open it. What is this, JD? Okay. Ai, cái này mà nó ngã xuống là đèn nha. Nha, không có giỡn nha. JD, look at this. What is this? That was very bad of you. Why would you talk to mommy like that? Why did you do that? Honey? You want to what? Con muốn làm gì? Why would you do that?
cũng phá phải không? We told you, you cannot play with that anymore. Mẹ nói rồi là không có được phá. We told you, you cannot play with that anymore. Sao kỳ vậy? Sao con người mà đòi phá mà ta không cho mà cũng đòi phá là ngồi khóc là sao? Bây giờ có nghe lời không? Say you're sorry to mommy. Sorry mommy. Khoanh tay lại đàng hoàng. Okay. Con nói tiếng Việt. Con nói tiếng Việt coi. Mẹ ơi. Con xin gì? Xin lỗi. Xin lỗi thì sao? Cúi đầu xuống sao? Cúi xin lỗi, cúi đầu xuống xin lỗi sao? Đúng rồi. Con có biết lỗi của con thiệt không? Lỗi của con là lỗi gì? Con phá phải không? Con nói đi, con nói đi. Dạ con phá. Dạ con phá. Mà con có thích phá không? Dạ con thích phá hả? Trời ơi trời. Okay. Now apologize to daddy. Apologize to me. Con xin lỗi. Con xin lỗi ai? I'm so sorry, daddy. Okay, when we say you have to listen to us, that doesn't mean you do whatever and then say no to us. That is not respectful to your parents, okay? If you don't want to get spanked. Gì trời? She wants to pull the trời đất ơi, có được không? Cái gì vậy? Honey, we're gonna change those clothes anyway. Chắc phải không? Nó cực ghét mấy cái này luôn nè cô chú. Nó ăn rồi nó cứ giặt trắng rồi cắt miết. Ok daddy, can you go get the scissor? Okay. Rồi ba đi lấy kéo ba cắt nè. Ờ, đứng đó. Right, đứng đó chờ ba hả? Oh, you're so polite. Rồi chu đích ra, đứng đó chờ là phải chu đích ra. Chu đích ra. Okay. There you go, Jamie. Đã chưa? Khỏe không? Do you feel better now? Khỏe chưa? Hả? Rồi ok bây giờ chào tạm biệt cô chú đi. Bye. Bye bye ai? Bye bye, see you next time. Con nói hẹn gặp lại cô chú. Chúc cô chú sức. Sức gì? Chúc cô chú có sức gì? Sức khỏe đến ghê ghê. Đúng rồi, sức khỏe đến ghê ghê. Cái con này nó vô duyên nè.